Liên quan tới vụ việc một tài xế đột tử trên xe từ ngày 4 tháng 10 tại sân bay nội bài, thế nhưng đến ngày 11 tháng 10 vừa qua, thì người nhà nạn nhân đến sân bay để lấy ô tô ra khỏi bãi đỗ, thì đã phải thanh toán một khoản tiền sân đỗ là 1,4 triệu đồng. Sự việc này ngay lập tức đã gây ra nhiều luồng ý kiến khác nhau. Và đến chiều nay 12 tháng 10, đại diện sân bay nội bài cũng đã chính thức thông tin về vụ việc. Cụ thể, đại diện sân bay nội bài cho biết sự việc diễn ra vào 21 giờ ngày 4 tháng 10. Một nhân viên đội an ninh kiểm soát sân đỗ ô tô trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra khu vực sân đỗ nhận được thông tin từ hai hành khách yêu cầu trợ giúp y tế. Người cần trợ giúp sinh năm 1977, có hộ khẩu thường trú ở Ý Yên, Nam Định, tạm trú tại Nam Tử Liêm, Hà Nội. Ngay lập tức, nhân viên y tế có mặt tại hiện trường để hỗ trợ y tế ban đầu, đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Tim Hà Nội và đồng thời liên hệ với gia đình để thực hiện các thủ tục tại bệnh viện. Được biết, bệnh nhân đã tử vong ngoại viện và đến tối 11 tháng 10, người nhà của nạn nhân quay lại cả hàng không quốc tế nội bài để có thể nhận xe đỗ tại sân đỗ ô tô P1 từ ngày 4 tháng 10. Tuy nhiên, nhân viên thu phí của Trung tâm Khai thác Hà Nội bài đã thực hiện thu phí theo đúng quy định. và sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, đại diện sân bay Nội Bài thì cũng cho biết rằng ngay trong sáng nay, ngày 12 tháng 10, lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã cử đoàn cán bộ về Nam Định để thăm hỏi, động viên gia đình và thắp hương cho người đã mất. Và đồng thời lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Nội Bài thì cũng quán triệt người lao động báo cáo kịp thời mọi tình huống bất thường để có thể có những hướng xử lý sao cho phù hợp.